Quân đội Hàn Quốc ngày 4 tháng 7 thông báo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương tại khu vực Ban Gion, phía bắc tỉnh Pyongan gần biên giới với Trung Quốc. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa phóng là loại nào. Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia. Cuộc họp dự kiến bắt đầu vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 để kiểm tra trạng thái sẵn sàng đối phó của hệ thống phòng thủ Hàn Quốc trước bất kỳ hành động khiêu khích tiếp tục nào từ phía Triều Tiên. Trong khi đó trả lời phỏng vấn tại thủ đô Tokyo, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tên lửa Triều Tiên bay được 930 km trong khoảng 40 phút và có thể đã rơi vào vùng nhận diện phòng không của Nhật. Ông Suga khẳng định Nhật Bản phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Trước đó Bình Nhưỡng ngày 8 tháng 6 phóng hàng loạt tên lửa đất đối hạm từ thành phố Duyên Hải Gosan, tỉnh Gangwon. Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bàn về vấn đề chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và khẳng định đã hết kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên, song cho biết luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại trong những điều kiện phù hợp.